Chào anh em, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em kỹ thuật tầng bóng hai chân cực kỳ cơ bản. Ok, để tầng bóng bằng hai chân nó rất là dễ dàng. Anh em chỉ cần có một cái khoảng không tại nhà và một quả bóng là có thể tự tập luyện và mau chóng tiến bộ. Không nhất thiết là phải tới cầu bộ. Tới cầu bộ là anh em phải vững về tầng bóng rồi thì tới. Còn ở nhà thì anh em nên tự tập tầng bóng bằng hai chân cơ bản này thật tốt trước khi mình bắt đầu vào những câu lạc bộ mình tập luyện bóng đá. Tại sao phải tập luyện tầng bóng bằng hai chân? Thì tập luyện cái này sẽ giúp cho anh em cải thiện cái kỹ năng kiểm soát bóng trên không và kỹ năng đỡ bóng bước một. Và tất cả các loại đào tạo về năng khiếu khi mà anh em thi tuyển vào đều đòi hỏi là anh em phải có kỹ thuật tầng bóng cơ bản trước. Và cái vòng thi đầu tiên của các loại đào tạo đó luôn là cái vòng tầng bóng đó. Khi anh em đã biết về tầng bóng cơ bản rồi thì sẽ rất là lợi thế cho những cái vòng thi tuyển này. Rồi thì các cầu thủ chuyên nghiệp trên thế giới, hầu như tất cả cầu thủ chuyên nghiệp đều phải biết tầng bóng. Không có cầu thủ nào đá bóng giỏi mà cầu thủ chuyên nghiệp mà không biết tầng bóng đâu. Chỉ có những cầu thủ phong trào họ đá bóng giỏi nhưng mà họ không qua đào tạo về cơ bản nên họ không biết về tầng bóng. Rồi ok, nên thành ra anh em hãy tập luyện tầng bóng cơ bản bằng hai chân trước. Để bắt đầu tập luyện tầng bóng thì anh em cần phải chú ý một số điểm như sau. Là hãy đợi bóng rơi xuống thấp rồi mới tâng, đừng tâng bóng khi bóng còn trên cao. Đó, ví dụ như là mình tâng rất là thấp, nó tầm này thôi. Còn nếu bóng trên cao thì còn rất là khó tâng, không thể tâng ở trên đây được. Đợi bóng xuống thấp, tâng bóng sẽ còn rất là nó thấp ở đây. Cái hai là anh em phải khóa cổ chân và cuộn chân về phía ông đồng nha. Nếu như anh em không khóa cổ chân thì bóng sẽ bị tẹt. Đó, bóng sẽ không nảy lên, không khóa cổ chân, bóng sẽ tẹt rất thẳng xuống đất. Và hãy cuộn chân phía ông đồng nha, cuộn chân phía sau. Rồi cái thứ ba là hãy tâng bóng bằng mu bàn chân. Khoan hãy tập về mắt ngoài mắt trong, hãy tập bằng mu bàn chân trước. Mu bàn chân phần chính diện ở đây anh em, bóng sẽ chạm ngay phần mu bàn chân. Dạ, yeah, nảy lên. Rồi, cái thứ tư là khi mà tâng thì anh em không cần phải lấy đà. Không cần phải bung chân đà. No, không cần, chỉ cần nhấc chân chạm một lực rất nhỏ là bóng có thể nảy lên rồi. Mình không cần lấy đà ha, mình chỉ từ đây đá lên là được. Rồi, cái thứ năm là hãy lúc mà tập thì hãy thảy bóng lên, để bóng rớt xuống hay tâng. Đừng có để chọi xuống nhà. Chọi xuống như thế này thì sẽ không thể nào tâng được. Thế này là mình không tâng được, đúng không? Hãy bóng lên. Rồi, cái sáu là luôn mắt phải nhìn theo quả bóng. Mắt phải nhìn theo. Không thể nào mà mình đang tâng mà mình có thể nhìn đâu là sao mình tâng được. Đó, nếu mà tâng bóng mà không nhìn bóng thì hãy liên hệ Sabi Alonso nhé. Và một điểm là khi anh em tâng bóng là bóng nó sẽ hơi xoáy ngược ra phía sau nha. Đấy, mình sẽ tâng không? Bóng nó sẽ hơi xoáy ngược ra phía sau. Bóng nó sẽ hơi xoáy ngược ra phía sau. Mình thấy rất là nhiều người khi mọi người mới bắt đầu tập luyện có những điểm sai như sau. Thứ nhất là cuộn chân quá nhiều về phía sau dẫn đến bóng bị bật ngược vào phía trong. Đấy, đó là do mình cuộn chân quá nhiều phía sau. Còn một số bạn là sẽ để bóng bị văng ra phía trước là do mình duỗi chân quá nhiều. Vì thế thì mình chỉ cần duỗi chân vừa phải thôi mà mặt chân nó sẽ hơi song song, mu bàn chân nó sẽ hơi song song về phía mặt đất và bóng nó sẽ tiếp xúc những cái điểm song song đó và nảy lên. Rồi cái nữa là nhiều bạn tâng bị trúng mắt ngoài hoặc trúng mắt trong dẫn đến bóng bị văng hai bên. Đó, mắt ngoài văng ra bên trong. Rồi, dẫn sai rất là mắt trong, bóng bị nảy qua bên kia. Đó là cho anh em phải, đó là những cái điểm sai cơ bản mà anh em mới tập sẽ hay bị vậy. Rồi, để bắt đầu tập luyện cụ thể hơn thì anh em nên tập tâng mà không có bóng. Cảm giác thôi. 1, 2. Đấy, tâng mà không cần bóng. Rồi, khi mình cảm thấy mà quen với cảm giác mà tâng mà không có bóng rồi thì mình bắt đầu tập với bóng và đầu tiên từng cái một.
hãy xuống, một chụp lại ha, hai chụp lại, nhớ nha, tập hai chân cùng lúc, từng tập một chân, tập hai chân cùng lúc, chân phải chân trái, chân phải chân trái, chân phải trái, phải không, trái đó. Đó, sau khi mình đã quen đấy, từng cái từng chân rồi thì mình sẽ từng hai cái một lần, một hai chụp lại nha, một hai chụp lại nha, một hai chụp lại. Ok, đó, sau khi mình đã quen được hai cái thì mình sẽ lên bốn cái, một hai ba bốn. Rồi nếu mà khi bốn cái đó bạn thấy tự tin với bốn cái, từng hay từng được với bốn cái một lần rồi thì mình bắt đầu lên sáu cái, tám cái và mười cái. Rồi đó là cái cách mà anh em tập luyện. Còn một số thứ vừa liên quan đến phương pháp tập luyện thì anh em phải hiểu là từng ít thôi nhưng mà đúng kỹ thuật sẽ tốt hơn là từng nhiều nhưng mà sai kỹ thuật. Tức là anh em có thể từng được 20 cái nhưng mà anh em từng sai kỹ thuật hoàn toàn, anh em phải với chỗ này, với chỗ kia, với chỗ này thì đó là từng sai kỹ thuật. Thì anh em có dù từng được nhiều thế nào thì cũng khó tiến bộ. Hãy chú ý là từng ít thôi mà đúng kỹ thuật. Rồi, hy vọng là qua video clip này thì anh em có thể tự tập luyện tâng bóng tại nhà được. Đó, không nhất thiết phải tới câu lạc bộ, chỉ cần có một khoảng đất trống tại nhà và một quả bóng là có thể tự tập luyện và cải thiện kỹ năng tâng bóng của mình. Thì khi mà kỹ năng tâng bóng của anh em đã tốt, tuyệt vời thì các kỹ năng đỡ bước 1 hay là kỹ năng khống chế bóng trong sân sẽ được cải thiện rất là nhiều. Hy vọng video clip này hữu ích dành cho anh em. Nếu anh em thấy hay thì like clip nhé. Và anh em nào muốn mình hướng dẫn về kỹ thuật nào nữa thì comment bên dưới cho mình biết. Rồi, mình Phạm Kim Ti, chào và hẹn gặp lại.